tình, còn nàng tỉnh hay điên mà mua anh đánh vàng. Tân của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng. Tân trong thơ của hàng mạc tử, dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong. Nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đếm sao băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu riêng kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta thì đợi chờ suốt một mùa trăng. Woo! Uống nhậu vô là ngồi. Bây giờ nó lại vô cái lối khác chứ bây giờ để bắt đầu anh ghé là hai anh dọn theo à. Rồi. Không theo anh chơi gì vậy bạn? Ừ. Anh hai mà cứ mới vô nghề phải không? Gì? Mới nghề vậy đàn vậy thôi chứ. Ủa, giật lại, giật lại. Giật lại. Bỏ mấy bạn mới. Bây giờ ca lại bản cái tình anh bắn chó đi. Rồi. Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Kia chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Woo! Vỗ tay Phước. Xin lên Phước. Giờ cô đã qua kính tử năm nào. Tôi dắt đôi chiếc bông từ dưới lên xóm rậy. Chiếc áo nhuộm bồng đa lắm tấm nhỏ. Bữa nào chú Mẫn chở chiếc xe về nha con chơi nha. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông mộng quay dạo tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Yeah. Dữ dằn vậy ta, đờn dữ vậy ta. Thầy đoàn này cũng dữ à. Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước, có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Hôm nay cô đã quên tôi đi cất bước theo chồng. Cô ơi đôi chiếc bông này tự tay tôi dệt lấy. Tôi đã lựa từng cọng lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã bỏ nhà qua sang xứ khác. Tôi đứng trước cổng giường xưa với nỗi buồn mang mát. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Chị nay không có trực về nhưng mà tế
tiếp anh hai, anh hai tiếp anh hai. Hả? Tiếp. Thôi. Lát hồi đợn nó không có hay. Ôi. Tao chưa hết bản mình nói gì vậy? Giờ con nói nhảm đi. Chưa hết bản rồi tao quay chưa phim hết phim mà. Còn tập cuối. Còn tập cuối mà nói gì? Gì nữa? Ừ. Chưa. Bây giờ bị một lát cho anh Phường á. Rồi, còn tập cuối anh đợi. Giờ ca con nào nữa? Tiếp luôn. Tình nó muốn xíu luôn hả? Tặng trai rồi đó, tới tiếp tặng cho ai. Khi hỏi lại sớm gì tôi mới biết con đã theo chồng được bốn trăm qua. Đâu dám say hẹn với người ta mà họ đành đón bỏ nhà đi xứ khác. Nhẫn tôi nhắc đôi chiếc bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Wow! Yeah! Nước mắt tuôn rơi theo lá rộng trên đường, gió đông dục dù thổi lạnh đất trời, lạnh đến cả tâm can. Người ta đã đưa đôi rồi, chiều chẳng đâu ấm bằng người tình chung. Để mình dắt đập chiếu bông, chờ đợi đi nữa ổn công đời chờ. Quay cũng muốn kìa, cũng muốn nhép luôn kìa. Nhớ rồi. Cũng đang cao theo con. Tiếp. Khuya đêm nay ngồi chờ đợi nước lớn nỗi buồn đau, cứ canh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không còn. Còn thương nghề ban chiêu để tô điểm loan phòng cho những giấy còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han từ cha. Thôi kìa các ơi. Cho đến đôi chứ bông, tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm lòng ra, mà nay cũng còn nằm ra dưới đáy khoang thiền. Ngọn gió đông ơi đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm. Gió đông ơi, tôi nhổ xào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng chịu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sao lấy, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ vườn xưa. Hỡi ơi, con sông hỗn hiệp chảy ra bãi nhà, lệ của tôi cũng lại láng muôn vòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bài. Sông sâu bên lạ bên bồi, hai bên lá lớn tầng lòng. Yeah! Quá dữ! Tôi lại anh!